chào các bác. Hôm nay em lại quay lại và giới thiệu cho các bác những cái đài bom bóc rất là hay mà Loan Bằng Gỗ vừa rồi đã lấy về. Thì thời gian vừa qua thì em đã giới thiệu cho các bác rất là nhiều cái đài bom bóc khác nhau và có những cái rất là đặc biệt. Thì hôm nay có một con đài mà có thể nói là gấu nhất của đài bom bóc, đấy chính là chiếc Panasonic BA7. Đây là một trong những chiếc đài rất là gấu. Có lẽ là sau con này thì không biết là em phải kiếm con nào nữa để thay thế, tại vì con này thực sự nó nhìn như là lính thủy đánh bộ vậy. Tất cả các thiết kế của nó cực kỳ mạnh mẽ. Con này nó có hai loa phát và hai chét ở hai bên. Các bác có thể thấy là chiếc bom bóc này rất là đẹp và nhìn nó cực kỳ ngầu, và có thể tương đương với độ ngầu của nó đấy chính là cái độ mới. Rất hiếm khi có được một em Panasonic BA7 mà đó được đẹp như thế này. Các bác có thể thấy em quay cận cảnh từng chi tiết một cho các bác xem. Tất cả những góc cạnh chiếc này kia rất là đẹp. Con này chất âm thì cũng rất là gấu, có thể nói là một trong những con khủng long bảo chúa của làng bom bóc. Chiếc bom bóc này thì nó chơi được một CD và hai băng cassette. Hai băng cassette thì nó đều nằm ở đây. Đấy. Tất cả những cái gảy gợi lên rất là đẹp, rất là mới. Cái phím bấm của nó rất là trơn tru, rất là tốt. Ở đây các bác có thể thấy là con đài này nó chuyên dụng cho những người mang đi và chơi guitar và chơi nhạc đen, có thể cầm mang đi rất là nhiều mọi nơi. Ở đây nó có nút cắm của guitar, keyboard, tất cả đều làm ở đây hết. Và có nút chỉnh mic. Bass chét thì tất cả trên này nó đều được chỉnh bass chét ở trên này hết. Rất là gấu. Chất âm của em nó thì cũng gấu không kém. Ở trên này là cái bàn phím và cái màn hình hiển thị. Thì con này nó sẽ chơi được CD, tape, FM, AUX. Có thể nói đây là một trong những con đài rất là gấu của hãng Panasonic. Lần đầu tiên nhìn thấy nó phải công nhận là rất là ấn tượng vì cái phong cách thiết kế của nó đặc như là lính thủy đánh bộ vậy. Con này trưng bày thì có vẻ nó còn gấu hơn mấy con đài Victor. Rất là đẹp. Nãy giờ lấy về mà em ngồi chỉ có ngẩn ngơ ngồi nhìn ngắm em thôi. Rất là đẹp, phong cách thiết kế cực kỳ là lam tính. Cái này bác nào mà thích sự ngầu và để trưng bày những ngày Tết, những ngày kia thì rất là đẹp. Tại vì rất là hiếm khi có được một con đài như thế này. Để em mở thử một bài cho các bác nghe. Mỗi năm đến hè lòng mơn mơ buồn.
các bác có thể thấy là chất âm của em nó rất là hay. Cái thứ hai nữa, đặc biệt là cái CD của cái con Panasonic này, nó có thể là như một cái đầu CD rời, và các bác có thể là kết nối với cái đường cổng layout ở phía đằng sau để nó tạo ra như là một CD rời. Và đặc biệt là cái con bom bóc này, cái chất âm của nó rất hay khi mà đưa ra mấy cái dàn âm thanh ở ngoài. Cái đấy là cái mà được rất là nhiều người sưu tầm ưa chuộng với cái tính năng đó. Bây giờ em sẽ quay lại toàn bộ một lần nữa trước khi chia tay các bác. Và giá của em nó thì cũng rất là đẹp, đấy là 6.500.000 đồng. Các nút của nó rất là đẹp, nhìn ngầu như phong cách Mỹ luôn. Đèn đỏ. Cảm ơn các bác đã xem video.